À, số 8. Bài số 8 này thì người ta cho hai cái dãy A1 cho đến AN, B1 cho đến BN. Đó là tìm AI và BJ cho giá trị tuyệt đối của AI cộng với BJ là đạt giá trị nhỏ nhất. Cái bài toán là trò chơi với dãy số tiền tiền đấy, số tiền đấy phải. Đúng rồi, cái bài 8 đấy. Thế là mình tóm tắt lại cái đề nó ngắn gọn hơn, chứ còn đề bình thường nó sẽ rất là dài. Các bạn đọc đề thì nó dài nên là mình tóm tắt lại đề nó ngắn hơn cho nó dễ Đúng hình dung hơn. Đấy. rồi. Ví dụ ở đây chúng ta có trong cái đề như này. Thì chúng ta sẽ có là dãy của chúng ta là dãy A là 1, âm 2 và dãy B là 2, 3. Thì chúng ta sẽ ra kết quả là tổng. Tổng của hai số, giá trị tuyệt đối của hai số mà chúng ta chọn được sẽ bằng 0. Ví dụ này. Ví dụ là chúng ta có 4 phần tử N4 nhé. Và 2, 5, âm 3, 1, đây là 6, 2, 4, âm 10. Đó. Như này thì kết quả của chúng ta là sẽ là 1. Là chúng ta có thể chọn ra một cái cặp như này. Đấy, một cặp này hoặc là âm 3 và 4. Thì chúng ta sẽ có được cái tổng của nó là âm 1 và chúng ta lấy trị tuyệt đối à, và 1 và chúng ta lấy trị tuyệt đối sẽ ra là 1. Nên là kết quả chúng ta là 1 là cái giá trị nhỏ nhất. Cái phần hướng dẫn. Trước hết là chúng ta sẽ sắp xếp lại cái dãy A và dãy B đều theo thứ tự tăng dần. Chúng ta sẽ sắp xếp lại như này. Đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp lại tăng dần như này nhé. Thì sau khi sắp xếp ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau. Chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật hai con trỏ. Kỹ thuật này chúng ta sẽ được học ở cái buổi học với cái nội dung học tiếp theo. Như đây mình cũng sẽ giới thiệu qua một chút vì nó có ứng dụng trong cái bài tập này. Đó là chúng ta phải tạo giá trị một con trỏ y bằng 1 để chúng ta duyệt trên dãy A. Và một con trỏ J bằng N và chúng ta sẽ duyệt trên dãy B. Vậy chúng ta hình dung là con trỏ Y trên dãy A này nó sẽ có xu hướng là tăng từ vị trí 1 cho đến N. Và một con trỏ J ở trên dãy B nó có xu hướng giảm từ N về đến 1. Một cái tăng và một cái giảm. Đấy, kỹ thuật này gọi là kỹ thuật hai con trỏ. Chúng ta sẽ được học kỹ hơn ở cái phần ở cái nội dung học sau. Đấy, học, nội dung học sau là chúng ta sẽ học về kỹ thuật hai con trỏ đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành như này. Chúng ta sẽ nhận định rằng là cái giá trị AI cộng với BJ mà nó muốn nó đạt giá trị nhỏ nhất thì cái tổng này phải càng gần giá trị không càng tốt.
càng gần không càng tốt. Đấy, tức là chúng ta phải làm như thế nào cho cái giá trị này nó càng tiến về gần đến giá trị không thì càng tốt, thì nó càng nhỏ, bởi vì giá trị tuyệt đối của chúng ta tính là giá trị tuyệt đối. Chúng ta sẽ có những cái trường hợp xảy ra như sau: nếu AI cộng với BJ mà lớn không, chúng ta sẽ hình dung như này, đây là giá trị không, còn đây là AI cộng BJ. Và chúng ta sẽ mong muốn, đây là giá trị AI cộng BJ, chúng ta mong muốn là AI cộng BJ nó phải càng gần không càng tốt, nên là chúng ta tìm cách làm cho cái tổng này nó gần đến không hơn, chúng ta kéo nó gần đến không hơn. Thế thì có, chúng ta thử nhận định xem là cái việc mà chúng ta muốn cho nó gần không hơn ấy, thì là chúng ta tăng y hay là chúng ta giảm gì. Bây giờ chúng ta hình dung là nếu chúng ta tăng y thì nhá, chúng ta có AI thì nhỏ hơn AI cộng 1, đúng không? AI cộng 1, tức là nếu như chúng ta tăng y, tức là chúng ta sẽ làm cho y nó trở thành là y cộng 1 như này. Tức là chúng ta, nếu chúng ta tăng y nhé, nếu chúng ta tăng y chúng ta sẽ thấy ngay là AI cộng với cả BJ chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn AI cộng 1 cộng với BJ. Đấy, nếu chúng ta tăng y nhé, nếu tăng y thì chúng ta sẽ thấy ngay là AI cộng với BJ thì nhỏ hơn AI cộng 1 cộng với BJ. Chính vì vậy mà nếu như chúng ta tăng y lên thì nó sẽ trở thành AI cộng 1, sẽ làm cho cái tổng của chúng ta lại càng xa hơn, bởi vì nó chỉ làm cho giá trị này nó lớn lên, cái tổng này nó lớn lên thì nó làm càng cho giá trị của không nó xa giá trị AI cộng BJ, nó sẽ xa giá trị không hơn. Từ đây chúng ta phải có thể nghĩ hay là chúng ta cần phải giảm gì trong trường hợp này, chúng ta suy ra thì cần cần giảm gì. Giảm gì? Tức là vì sao lại giảm gì? Bởi vì rõ ràng là AI cộng với BJ thì nó sẽ lớn hơn AI cộng với cả B của J trừ 1, đúng không? Đây, AI cộng với B của J trừ 1, bởi vì J trừ 1 là nhỏ hơn BJ mà. Đấy. Nên là nếu chúng ta giảm J thì nó trở thành BJ, trở thành BJ trừ 1, thì nó sẽ làm cho cái tổng chúng ta kéo gần đến đến không hơn. Đấy, nếu như vậy. Vì vậy trong trường hợp này là AI cộng BJ nó lớn không ấy, thì chúng ta sẽ giảm J đi một đơn vị. Còn nếu như AI cộng với BJ nó nhỏ hơn không thì chúng ta thấy đây là không, còn đây là AI cộng với gì, thì chúng ta phải tìm cách nó tăng cái giá trị này lên để nó gần không, đúng không? Thì như chúng ta vừa nhận định vừa nãy, đó là nếu chúng ta tăng y, chắc chắn là trong trường hợp này chúng ta sẽ tăng y để AI trở thành AI cộng 1, thì cái tổng AI cộng BJ nó sẽ gần đến không. Đây chúng ta tăng tăng y một đơn vị, còn đây là giảm j một đơn vị, được chưa ạ? Đấy, thầy cô có hình dung ra cái ý tưởng này không? Mọi người rõ ý tưởng này chưa nhỉ? Có thầy ơi. Quá rõ rồi đúng không? Đấy. Đấy, thì với ý tưởng như vậy thì chúng ta sẽ code như thế nào? À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn thầy cô code cái bài này nhé. Có cần hướng dẫn hay là chi tiết hay là cốt nhanh? Thôi, có lẽ là mình sẽ hướng dẫn chi tiết một chút nhé. Chi tiết thầy ạ. À, đúng không? Chắc là cần phải chi tiết. Đây, đúng không? NT cộng 2 TN cộng 2. Các thầy cô lưu ý là cần cần hỏi gì các thầy cô hỏi ai nhá. Reopen, start game.
Tức là chúng ta sẽ sắp xếp lại hai cái dãy thì chúng ta tăng dần. Sau đó thì với y bằng 1 và c bằng n khởi tạo. Khi nào mà y vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng n và g còn lớn hơn không thì chúng ta sẽ còn thực hiện công việc này. Đấy. Thì chúng ta sẽ lặp lặp cho đến khi mà một trong hai dãy của chúng ta mà đã xét hết thì chúng ta sẽ dừng. Ta kiểm tra ANS và chúng ta sẽ đặt bằng trị tuyệt đối của AI cộng BG. Không, chúng ta chỉ cần kiểm tra này. Nếu như BF của hay là AI cộng với cả BG, nếu như giá trị này bằng không thì kết quả chúng ta sẽ đặt bằng không và chúng ta break luôn bằng bằng, bởi vì chắc chắn là khi AI cộng BG bằng không rồi thì trị tuyệt đối của nó chắc chắn không có thể có số nào mà lại có kết quả có thể nhỏ hơn được nữa, đúng không? Về mặt trị tuyệt đối thì trị tuyệt đối của giá trị sơ không là giá trị nhỏ nhất rồi. Sau đó thì chúng ta kiểm tra nếu như AI cộng với BG mà lớn hơn không. Đấy, thì chúng ta giảm G đúng không? Đây, A cộng BG lớn hơn không thì chúng ta sẽ giảm G đi một đơn vị. Ngược lại thì chúng ta tăng Y lên. Đấy. Ở đây cho chúng ta cứ gán luôn đây ABS, ABS bằng min ALS với trị tuyệt đối của AI cộng với BG. Ở đây chúng ta sẽ khởi tạo giá trị này bằng dương vô cùng. Để tạo một giá trị sống dương vô cùng. Được chưa nhỉ? Để xem là chỗ nào vẫn hợp lý không? Và bây giờ chúng ta thử chạy đã. Số này 2 này 5 này 3 này 10 này 8 này 2 này 9 này tầm 3 20 này. Đấy. Chúng ta sẽ chạy ra kết quả nó sẽ bằng như mình chưa xe là đúng không? Sẽ là và F5 mà. Đấy, kết quả sẽ ra một. Đây chính là tổng của âm 3 với cả dương 2 này. Đúng không? Đó. Nếu đây là 20, dương 20, thì chúng ta sẽ có tổng của chúng ta sẽ là âm 3 với 8, tức là dương 5. Đấy. Bây giờ ta thử nộp đây có một số bằng 3 đi.
thì tổng sẽ bằng không. Đấy, thử nhé. Bài này là cái bài số 8. Rồi chúng ta chú ý là cái bài này chúng ta sẽ không phải nhập từ bàn phím mà, à, không phải nhập từ file vào nhé. Để ý chỗ này. Để cho cái bài này là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím và in kết quả ra màn hình. Nên là chúng ta sẽ bỏ hai cái dòng lệnh free open này đi. Giờ tôi thử xem là nó thế nào. Đấy, full điểm, đúng không? Đấy, cô lấy kết quả là tạo full điểm này. Để lại code cho thầy cô đây nhé. Đây là code của Python này. Import vào cái thư viện system. Đây là bản của mình là B, nên chúng ta sẽ A thì vào thêm chị không A B thì vào B. Ý của tôi muốn làm việc từ cái phần tử nhất, từ phần tử đầu tiên là phần tử B1. Còn nếu chúng ta không thêm giá trị không vào phía trước, có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm việc với phần tử B0 hoặc là A0. Tôi thêm vào để mục đích là tôi làm cho cái phần tử đầu tiên của tôi làm việc đấy là từ thứ nhất, từ thứ một cho đến thứ n. A đấy thì chúng ta sẽ bằng 2E9 nhé. Rồi chúng ta sẽ có y bằng 1, còn g sẽ bằng n. Y khi nào mà y nhỏ hơn hoặc bằng n, em sẽ đi vào đúng hơn không? À, chỗ này chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là khi tìm được chỉ không ở đây để tránh tràn mạng. Để tránh tràn mạng. Bởi vì nếu như mà không có thêm giá trị không vào đây thì y của chúng ta có thể vượt quá n, tức là trở thành n cộng 1 ấy. Thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái mảng A này, nó sẽ bị tràn mạng. Cái kỹ thuật hai con trỏ nó sẽ rất hay bị cái vấn đề này đối với Python. Đối với Python này rất hay bị đấy. Kể cả C cộng cộng cũng thế. Nó hay bị rất hay bị tràn mạng. Nên là bao giờ tôi cũng khai báo một cái mảng của chúng ta, kể cả C cộng cộng cũng bao giờ khai báo thừa nó ra. Thừa ra khoảng hai phần tử này. Có thể khai báo, có thể cô có thể khai báo thừa ra nhiều hơn cũng được, năm phần tử cũng được. Đây có thể. Rồi coi như là khai báo được thừa thêm ra cái phần tử không ở phía sau. Rồi, chúng ta có tiếp tục là chúng ta được test kết quả chúng ta sẽ bằng min giữa NS với trị tuyệt đối của AI. Nếu như AI là bằng không thì chúng ta biết luôn.
Nếu không thì nó kiểm tra nếu như AE với cả BG lớn hơn thì chúng ta đang đi trên đường đi đúng nhỉ, giả đi chứ giả gì ngược lại thì chúng ta mới đang đi, đó là chúng ta đi. Đi nhé. À, thì kết quả chúng ta chạy lại nó phải ra bằng không. Ra bằng không. Mất. Bây giờ đây, chúng ta thì cô sẽ thấy nghe là cái hay của Python khi ta dùng lệnh sys.stdout này, nó nằm ở đây đây. Nhiều thầy cô, nhiều cô giáo là thắc mắc tại sao lại dùng thế mà không dùng readline, thì thầy cô sẽ thấy ngay nó như thế này. Tôi chỉ cần bỏ đi ba cái lệnh này, bỏ đi ba cái lệnh này, tức là tôi không dùng sheet nữa thì tôi vẫn nộp bài như bình thường được. Bởi vì nếu như mà chúng ta dùng dùng lệnh readline để đọc thì có nghĩa là các thầy cô phải sửa lại hết tất cả các code, gần như tất cả các code đọc dữ liệu từ A, B rồi N, chúng ta phải sửa lại code. Đấy, sửa lại cái việc đọc dữ liệu này, việc ghi dữ liệu cũng phải sửa này. Còn nếu mà tôi dùng lệnh như này, có nghĩa là tôi không phải sửa lại code nữa thì tôi nộp. Trong trường hợp này là cái hợp mà cái bài của chúng ta là đọc dữ liệu từ bàn phím và in kết quả ra màn hình, thì tôi không phải là sửa lại code nhiều, tôi chỉ cần xóa đi ba cái lệnh này đi là xong. Đấy. Thì đó chính là cái khác biệt tiện lợi hơn so với cách mà chúng ta dùng lệnh readline để đọc tệp. Đấy. Vâng. Có thầy cô nào cần hỏi gì thêm nữa không? Cho cái bài này. Đấy. Rồi. Tiếp tục bài số 9, ghép số lớn. Rồi. Tóm tắt lại đề như thế này. Và chúng ta cho một cái dãy số A1, A2 cho đến AN. Và chúng ta cần phải tạo ra một cái số lớn nhất có thể bằng cách ghép các số của dãy A. Ví dụ trong đề bài chúng ta có bốn số là 2, 20, 004 và 66. Chúng ta có bốn số này thì chúng ta sẽ ghép được số lớn nhất có thể là 266 này, 220 này và 004. Đấy. Và chúng ta ghép được ba cái số này. Rồi, chúng ta hãy xem phần hướng dẫn. Bài toán này thực chất là chúng ta sắp xếp lại dãy thôi. Thực chất là chúng ta sắp xếp lại dãy. À, tức là nếu như AI
mà ghép với cả AJ nhé. Chúng ta hình dung là có hai phần tử AI và AJ. Đấy. Nếu như mà chúng ta ví dụ như số này đang là 22, còn đây là 45, 4 thôi. Đấy. Nếu chúng ta ghép ghép nó lại, chúng ta phép cộng này là chúng ta phải hiểu đây là ghép, phép cộng là phép ghép ghép sâu, vì số của chúng ta chắc chắn là phải dùng sâu để chúng ta làm việc, vì số chúng ta có lên đến hàng trăm chữ số, một số có lên đến hàng trăm chữ số, chúng ta phải dùng sâu. Thì cái phép toán cộng đây chúng ta hiểu là chúng ta phép toán ghép sâu. Nếu chúng ta ghép sâu này và chúng ta ghép sâu AI cộng ghép với AJ và AJ ghép với AI, chúng ta thử xem, chúng ta sẽ thấy ngay là AI ghép với AJ thì nó sẽ bằng 224, còn nó sẽ nhỏ hơn, rõ ràng là nó sẽ nhỏ hơn là chúng ta ghép AJ với AI, tức là 4 ghép với 22 thì bằng 422. Nếu như điều này xảy ra, nếu điều này xảy ra thì chúng ta sẽ hoán đổi lại hai vị trí này cho nhau. Đấy, chúng ta hoán đổi hai vị trí này cho nhau. Đấy, chúng ta sẽ đổi chỗ hai giá trị AI và AJ cho nhau. Sau khi hoán đổi xong rồi thì chúng ta sẽ ghép, thực hiện xong cái việc hoán đổi này thì chúng ta sẽ ghép tất cả các số của chúng ta lần lượt từ A1 cho đến AN. Đấy. Chúng ta sẽ xét này. AI và AJ. Nếu AI ghép với AJ nhỏ hơn AJ ghép với AI thì chúng ta hoán đổi AI với AJ cho nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ ghép các số lần lượt từ A1, A2, A3 cho đến AN. Đấy. Ừ, chưa nhỉ, thầy cô nhỉ? Các thầy cô sẽ hình dung cái lời giải của bài này như thế này, các thầy cô đã hình dung ra chưa? Đây là bài mấy thì nhỉ? Bài số 9 đấy. Dạ. Bài này là bài số 9. Vì xong bài 8 thì mình sửa sang bài 9 mà. Sẽ không để ý sao. Và có ai hỏi gì nữa không các thầy cô nhỉ? Với ý tưởng như thế này các thầy cô đã rõ chưa? Rõ rồi thầy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ code nhá. Cái khó của cái bài này nó nằm ở đâu? Nó không chỉ nằm ở cái chỗ ghép này đâu, mà nó còn nằm ở cái chỗ đọc dữ liệu. Bởi vì đọc dữ liệu của chúng ta lại không biết trước số phần tử ở trong dãy, là chúng ta không có số phần tử này. Chúng ta chỉ đọc cho đến khi mà hết hết số thì thôi. Đấy. Thế vậy đây chúng ta không biết số phần tử trong dãy nên chúng ta sẽ phải đọc như thế nào? Thì tôi sẽ hướng dẫn cả thầy cô việc đọc dữ liệu này bằng cả Python với lẫn sử dụng cộng nhé. Vài năm con đấy. Python nhé. Và sử dụng cộng thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Chắc là đề bài và kích thước của chúng ta có bao nhiêu? Trên một dòng trên ghi một hoặc nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số số dòng không vượt quá 100, tức là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không có 100 dòng, tương đương với là không quá 100 phần tử. Mỗi dòng ghi số từ 1 cho đến 100 ký tự số, tức là chúng ta hiểu là mỗi một số chúng ta có thể lên đến hàng trăm chữ số. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ khai báo là cái dãy của chúng ta chắc chắn là có tối đa 100 phần tử này. Và thì chắc chắn là đây chúng ta phải dùng đến sâu rồi. Đấy này.
Đấy, chúng ta sẽ thấy nha, chúng ta không không có phần số phân tử của n thì chúng ta sẽ báo một cái miếng sc trước, chúng ta đọc nhé, là chúng ta sẽ đọc như sau: khi nào mà chúng ta còn đọc được giá trị s thì chúng ta sẽ còn đọc vào, từ đó chúng ta sẽ có a của cộng n bằng n. Đấy, đây là cách đọc dữ liệu đối với dữ liệu cộng, chúng ta đọc đơn giản như này, thế này thôi. Đấy. Tức là chúng ta sẽ, nó sẽ thực hiện cái lệnh while này, nó cứ đọc cho đến khi mà hết hết số thì thôi, cho đến khi hết số thì thôi, và mỗi lần đọc vào một số ấy, thì chúng ta sẽ đẩy nó vào trong cái mảng A, của chúng ta. Đấy. Cho, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái mảng A chúng ta có n phần tử rồi, sau đó thì chúng ta gọi đến hàm sort a cộng 1 a cộng n cộng 1 với một cái tiêu chí sắp xếp CMP, rồi chúng ta in ra. Thì CMP này chúng ta sẽ viết như nào? Chúng ta sẽ sắp xếp hai cái sâu x và sâu y, và chúng ta sẽ trả ra nó là x ghép với y mà thì phải nhỏ hơn y ghép với x. Đảm bảo là khi ghép vào, hình như là phải lớn hơn chứ nhỉ? Đấy, phải lớn hơn. Đấy. X ghép với y, x là phần tử phía trước và y là phần tử phía sau nhé. Chúng ta hình dung là cái dãy của chúng ta như thế này. X và y chúng ta hình dung là x sẽ là phần tử phía trước và y là phần tử phía sau. Như vậy thì chúng ta cần phải đưa ra cái tiêu chí ghép của chúng ta, đó là tiêu chí sắp xếp của chúng ta, đó là cái số trước ghép với số sau phải lớn hơn cái số sau ghép với số trước. Đấy. Nếu như không thỏa mãn thì nó sẽ hoán đổi, nó sẽ hoán đổi lại để cho nó thỏa mãn điều kiện đấy. Thì cô hình dung được như vậy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chạy thử đã, xem là kết quả nó có ra đúng không. Đối với siêu cộng cái hàm sort của chúng ta, thực sự là tôi thấy phải nói là nó hơn hẳn Python, hơn hẳn Python chỗ này. Python chúng ta chắc là không làm được như vậy. Đấy. Thì mất rồi chẳng phải. Này, chúng ta thử. Thử nhé. Đấy, cái này cô ra kết quả đấy. Đúng chưa? Đấy. Cái hơn đấy, mình đã nói. Cái hơn của Python, cái hơn của siêu cộng ở Python trong cái hàm sort là cái chỗ này đây. Nó tùy chọn, mình sắp xếp cực kỳ là đơn giản. Chỉ cần chúng ta đưa ra tiêu chí là nó biết cách để sắp xếp ngay. Python thì không có được điều này. Trong trường hợp này, nó không sắp xếp được kiểu như thế này. Bắt buộc cái hai này chúng ta phải viết hàm sort, hàm sắp xếp. Bài số 9 này á. Đấy, sao kết quả full ngay đúng không? Full điểm. Ta nhớ comment vào đây là cái bài số mấy nhá, không là lúc chúng ta copy bài ra là chúng ta không để ý được biết là bài số mấy đâu. Nhiều thầy cô là sau khi không không để ý là copy về xong là cũng không biết là cái code này là cái code của bài nào. Đấy. Nhớ lại comment vào trong này để chúng ta biết đấy là code của bài nào. Em về còn xem lại và biết dùng như nào. Không là chúng ta lại phải ngồi chúng ta mò lại xem là nó là bài nào.
Như là mình một chút nhé. À, thì bây giờ đối với Python thì chúng ta sẽ làm xử lý chỗ đọc dữ liệu như thế nào nhé? Nên là chúng ta cứ đọc, chúng ta cứ chuẩn bị cái file input output như bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước cái bảng A. Lý trống trước. Sì. À, chúng ta sẽ đọc dữ liệu như sau. Nó tích lập như này. Chu như này. Sau đó chúng ta sẽ gọi đến chai này. S bằng input. Đấy. Sau đó là A. Áp thì vào đấy là x đấy là cách đọc dữ liệu cho cái bài này trước. À, bây giờ tôi thử đọc dữ liệu xem là nó có đúng ra gì không. Nếu mà nó không báo lỗi gì về mặt logic, về mặt cú pháp thì có nghĩa là tôi đọc xong rồi. Đấy, chúng ta thấy không có lỗi gì. Tất nhiên là kết quả chúng ta chưa có gì đâu nhé, chúng ta mới đặt sự input vào thôi. Thì bây giờ chúng ta mới xử lý. À, tí nữa tôi sẽ giải thích rõ hơn cái chỗ này nó là cái gì. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý cái chỗ sắp xếp đấy. Chúng ta bắt buộc phải code thôi, vì trong cái hàm sort của Python nó sẽ không cho chúng ta làm được cái việc giống như trong C cộng này. Chúng ta bắt buộc phải code cái đoạn này. Và code của nó thì chúng ta sẽ code như sau. For in range cho từ 0 cho đến lambda của A. For từ y cộng 1 cho đến lambda. Nếu như AI ghép với cả AZ mà lại nhỏ hơn AZ ghép với AI thì chúng ta sẽ hoán đổi AI với AZ cho nhau. Sau đó chúng ta in ra cho in là cho in cho in a đúng sự thật in và chúng ta chạy thử. Đấy, kết quả chúng ta ra đây. Đấy, thử nhá. Có thầy cô nào có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ giải quyết tiếp, sẽ giải thích tiếp cho thầy cô. Đấy, có xong chạy full điểm đúng không?
Cái chỗ đoạn này tôi sẽ giải thích qua để cô hiểu. Cái lệnh trai và exec này, cái cấu trúc trai exec này có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là chúng ta cứ thử đọc dữ liệu vào, nếu thấy nó ok thì chúng ta đẩy nó vào trong bảng, trong list A. Còn nếu như nó có lỗi thì nó sẽ chạy đến cái lệnh except, là chúng ta sẽ dừng, dùng cái lệnh break là chúng ta dừng để chúng ta thoát ra khỏi phòng làm. Thì khi nào thì nó có lỗi, khi mà nó hết tệp, nó không còn gì để đọc nữa thì nó sẽ gây ra lỗi đấy, sẽ gây ra lỗi cái cô nhé đấy. Khi nó hết tệp và mà chúng ta đọc vào, chúng ta cứ đọc vào ấy, thì cái là nó sẽ gây ra lỗi và nó sẽ dừng ra khỏi, nó sẽ dừng lại, dùng lệnh break này nó sẽ dừng lại đấy. Ý của chúng ta đó là cứ đọc S vào, nếu như không có lỗi gì thì nó đẩy vào trong A, còn nếu có lỗi thì lập tức nó sẽ nhảy vào cái except, cái phần except này để nó break ra, thế thôi. Nó không, chứ còn không không quá phức tạp đâu. Đấy, thế tôi nhìn thấy có vấn đề gì không, còn cần hỏi thêm gì nữa không? Quá Không thể ạ. ta tiếp Thì tục là bài số 10, tổ chức tham quan. Chúng ta sẽ có N khách, N khách ở cùng khách sạn. Và họ sẽ đi tham quan ở những cái địa điểm khác nhau. Ví dụ đây là khách sạn. Thì các khách sẽ đi tham quan ở những cái địa điểm cách cách khách sạn này một cái khoảng nào đó đấy, ta gọi là D2, D3, D5, D1, D4 chẳng hạn đấy. Tức là ông khách số 1 thì muốn đi tham quan ở cái điểm là D1, cách khách sạn là một cái khoảng là D1. Ông khách thứ hai sẽ đi tham quan một cái địa điểm cách khách sạn là D2, tương tự đến DN. Có M xe phục vụ khách. Trong đó M sẽ lớn hơn bằng N để đảm bảo rằng là xe này có đủ để phục vụ cho được N khách này. Thế thì cái xe thứ Y sẽ chạy mất V Y lít xăng trên 1 km. Đấy. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là một nhà quản lý, chúng ta cần phải sắp xếp, chúng ta phải lên lịch và sắp xếp làm sao cho xe của chúng ta phục vụ được đủ N khách, mà cái tổng số lượng xăng sử dụng là ít nhất. Đấy. Chúng ta cần phải dùng N xe phục vụ N khách sao cho tổng số lít xăng sử dụng là ít nhất.
Ví dụ trong đây chúng ta có ba khách và có bốn xe. Khách thứ nhất cách địa điểm tham quan là 7, khách thứ hai cách địa điểm tham quan cách khách sạn là 9, khách thứ ba là 5 chứ, xin lỗi, khách thứ ba thì tham quan cái địa điểm cách khách sạn là 9 và có 4 xe, tiêu thụ xăng là 17 lít trên 1 km, 13 lít trên 1 km, 15 và 10. Đấy. Đấy là vậy thì cái đấy tổng lượng xăng của chúng ta sẽ đi hết là 256. Hướng dẫn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái ý tưởng, nó là cái chiến lược, gọi là chiến lược tham lam. Và cái chiến lược này chúng ta sẽ được học kỹ hơn ở cái buổi học, cái nội dung về chiến lược tham lam. Thực ra bài này chúng ta dùng tham lam như sau. Đó là xe tiêu tốn ít xăng thì sẽ cho phục vụ khách đi xa, còn xe tiêu tốn nhiều xăng thì cho phục vụ khách đi gần. À, có lẽ qua qua hai cái câu nói hay qua hai cái câu về chiến lược tham lam này thì chúng ta cũng đã hình dung ra cách giải, đúng không nhỉ? Chúng ta đã hình dung ra cách giải, tức là gì, cái xe nào tiêu tốn ít xăng nhất thì sẽ phục vụ cho cái khách đi xa nhất, xe nào mà tiêu tốn ít xăng hơn thì cho phục vụ của khách đi gần hơn một tí, đúng không? Cách bố trí chúng ta sẽ như thế này. Đây, chúng ta sẽ ghép ra như này. Đấy. Chúng ta sẽ ghép ra như thế. Thế thì để như làm việc đó thì cái công việc thuận lợi nhất của chúng ta, để làm thuận lợi nhất ấy, đó là chúng ta sẽ phải sắp xếp. Sẽ có cái tăng một cái giảm vậy. Sắp xếp tăng dần theo đoàn khách. Thực ra thì chúng ta nên sắp xếp giảm dần thì tốt hơn, thì nó dễ Sắp xử lý xếp hơn. tăng và tăng dần Còn tiêu thụ. cái V này thì chúng ta mới sắp xếp tăng dần. VN. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cho N xe này, xe thứ nhất phục vụ khách thứ nhất, xe thứ hai phục vụ khách thứ hai, xe thứ ba phục vụ khách thứ ba và xe thứ tư sẽ phục vụ khách thứ tư. Đấy, cái cách chúng ta sẽ cách thức chúng ta sẽ làm việc là chúng ta sẽ làm như này. À, thế cô hình dung ra chưa? Hình dung ra ý tưởng chưa? Đến đây thì Dạ cô rồi đã. thầy ạ. Thế thì có cần phải code không? Cần Sao nhỉ? thầy Sao nhỉ? ạ. Thôi không cần cốt đâu thầy ạ. Thầy cô giáo khác thì sao? Có cần phải cốt không? Có. Thế thì muốn cốt ra sử dụng cộng hay là cốt nhanh ra đây xong là về tự cốt lại? Cốt chi thầy ạ? Vẫn muốn cốt C à?
Thế Python có cần phải code không? Dạ có thầy ơi. Tưởng là bên nào mà các thầy cô cốt được rồi thì mình không phải cốt lại nữa thì mình đỡ mất thời gian của chúng ta thôi. Còn nếu mà không thì chúng ta vẫn phải cốt hết. Ba mươi nghìn đúng không? Rồi, cái này chắc là chúng ta phải kiểu long long rồi, vì chúng ta có phép nhân thì rất khả năng nó sẽ vượt quá kiểu in. Sao có gì hơn nhiều quá thì sắp bốn đến nơi tiên là chúng ta sót D cộng 1 D cộng 3 chúng ta sẽ nhân số vào sót đúng không? Có kết quả chúng ta thì sao có đi đặt tên thì một ít hơi đồng bằng thế nào đi công cộng và sẽ có mười cái
ta còn là bằng mát thì là sẽ đi tốt ăn giống này đây 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 là cà đây bằng giống này. Ta chú ý rằng là ở đây chúng ta đọc theo hàng dọc nên là chúng ta không thể đọc theo kiểu như bình thường đấy, mà chúng ta phải đọc từng số này. Alo, các thầy cô có nghe rõ gì rõ mình nói nhỉ? Nghe nó hơi rẻ thầy ạ. Nghe hơi rẻ à? Đã hết rẻ chưa? Nghe rõ hơn không? Nghe rõ rồi thầy ạ. Thì chắc là vừa đấy do mạng đấy. Chúng ta lưu ý rằng là cái việc cái dữ liệu của chúng ta là đọc theo hàng dọc, nên là chúng ta không thể đọc theo kiểu đọc cả một cái dãy số như bình thường được, mà chúng ta phải đọc từng số một và chúng ta đẩy vào trong cái list của chúng ta. Đấy, nếu chúng ta mà đọc theo kiểu đọc từng số, đọc cả một dãy thì nó sẽ báo lỗi. Chúng ta có d.append đẩy vào trong list. Đấy, for i in range m x bằng input. D.append đọc vào x. Đấy. À, xin lỗi, đây là v đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại d tăng dần và giảm dần sort. Đấy. Khi reverse bằng chu đấy là sắp xếp tạo, đây là sắp xếp giảm dần đúng không, chúng ta nhớ. Còn là v chấm sort này là chúng ta là sắp xếp tăng dần. ANS bằng không for i in range là từ 1 cho đến n, là từ 0 cho đến n trừ 1 đấy, 0 đến n trừ 1. ANS cộng bằng DI lên với cả VI. Rồi, tôi in vào đấy. Và bây giờ chúng ta chạy thử cái tập ví dụ này. Và 256. Mình chạy lại. Rồi, 256. Bây giờ mình nộp thử nhé, nộp lại ở chỗ này. Rồi, full điểm đúng không? Đây à, mình gửi cô cho mọi người nhé. Để cô có vấn đề gì thì cô có thể hỏi thêm. Có ai hỏi gì thêm không?
Không thầy ạ. Hết rồi đúng không? Chắc không có gì. Chắc bởi vì bài này nó cũng không phải là bài khó lắm. Rồi, đây chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Bài số 11. Xóa dãy. Đây cũng là cái bài nó không khó lắm. Chúng ta xem cái lời giải như thế nào nhé. Bài số 1, tóm tắt đề là như sau. Chúng ta cho một cái dãy số. Đấy, và một cái thao tác. Đó là chúng ta xóa đi một cái số min hoặc là số max trong dãy A. Đấy, yêu cầu là tìm số thao tác ít nhất để tổng các số còn lại. Là bằng không. Đấy, để tổng số lại bằng không. Và chúng ta có thể lấy ví dụ đây. Chúng ta cần phải thực hiện mất 3 thao tác để chúng ta xóa đi các phần tử để cho tổng các phần tử còn lại là bằng không. Ba thao tác đó bao gồm chúng ta sẽ xóa đi số sao nào? Xóa đi số âm 5 này. Sau là xóa đi số 10 Bốn. và âm 4 này, đúng không? Chúng ta Ừ. được ba số còn lại là tổng là bằng 0 này. Đấy, chúng ta mất ba cái thao tác xóa. Dãy tiếp theo. Dãy tiếp theo này thì chúng ta sẽ xóa 5 5 thao tác để xóa. Giờ chúng ta sẽ xóa đi ba cái số này. Ba số âm 3 và hai số 4. Còn với dãy nào 7 như này thì 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta mất 7 thao tác để chúng ta xóa, tức là chúng ta phải xóa hết cả dãy luôn. Ta mất 7 thao tác để xóa. Được chưa? Đấy là cái đề bài. Phần phần hướng dẫn. Chúng ta sẽ thấy ngay là cái thao tác xóa của chúng ta, mỗi thao tác xóa là chúng ta xóa đi số nhỏ nhất và số hoặc là số lớn nhất và số nhỏ nhất. Thì để đơn giản hóa trong cái việc xóa này ấy, thì chúng ta cần phải sắp xếp lại dãy, bởi vì khi sắp xếp lại dãy thì chúng ta dễ dàng cho cái việc lấy được cái số nhỏ nhất hoặc là số lớn nhất trong dãy. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp lại tăng dần cái dãy của chúng ta như này. Từ đó dễ dàng lấy được số nhỏ nhất ở đầu hoặc là số lớn nhất ở cuối để xóa đi. Thực hiện tính tổng các số. Sau đó thì chúng ta sẽ xóa. Cái thao tác xóa nó tương đương với việc là chúng ta sẽ làm giảm cái giá trị của SC, tức là chúng ta sẽ trừ cái SC đi cho cái số bị xóa. Nhá, chúng ta hình dung là khi chúng ta xóa một số nào đó trong dãy thì nó sẽ tương đương với cả cái việc là chúng ta sẽ trừ cái giá trị đó ở trong cái giá trị trong cái tổng S này. Bây giờ chúng ta chỉ cần lặp lại một cái thao tác, lặp lại các cái việc như sau. Chúng ta cần xét nếu như S này lớn không. Chúng ta thấy mục đích là chúng ta xóa để nó về về lại thành không ấy, thì mục tiêu của chúng ta là càng kéo cái giá trị SC về càng gần không càng tốt. Khi mà SC lớn không thì chúng ta phải làm giảm SC xuống. Vậy thì để làm giảm SC xuống thì chúng ta sẽ xóa đi số to nhất trong dãy này. Đấy. Chúng ta sẽ xóa số to nhất trong dãy.
Trước khi lập này thì ta sẽ gắn một cái biến y bằng một là còn biến z thì bằng n nhé. Y bằng một thể hiện là đây là cái số nhỏ nhất là ở đầu dãy, còn số to nhất ở cuối dãy. Như vậy chúng ta xóa số to nhất trong dãy, tức là chúng ta xóa cụ thể chính là xóa đi az. Xóa đi az thì là thể hiện bằng cái lệnh là s thì bằng s trừ đi az. Trường thứ hai, trước khi bài so sánh s bằng với không thì chúng ta kiểm tra luôn s bằng không đã. Nếu s bằng không thì chúng ta break luôn, chúng ta dừng luôn đúng không? Nếu s bằng không thì chúng ta dừng ngay. Đấy. Còn nếu s lớn không thì chúng ta sẽ xóa số to nhất trong dãy là số az, tương đương với thao tác là gán z bằng z trừ đi ai. Nếu s nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ xóa cái số nhỏ nhất trong dãy. Bởi vì chúng ta xóa số nhỏ nhất thì chúng ta mới có hy vọng là nó tăng lên. Xóa cái số nhỏ nhất. Cụ thể đó chính là số AI. Đấy. Thực hiện thao tác xóa chính là tương đương với việc là S trừ điện trừ đi AI. Được chưa nhỉ? Ai có ý kiến gì không? Như này mọi người đã hiểu ý tưởng chưa? Mọi người đã hiểu ý tưởng chưa? Hiểu rồi thầy ạ. Có ai không hiểu thì chúng ta hỏi ngay. Được thôi đấy, ý tưởng chúng ta như thế. Thế thì có cần phải code không? Có thầy giáo ạ, thầy giáo chịu khó làm cốt đấy ạ. Chịu khó làm cốt à? Thì thầy đẩy lên Zalo em chị hướng. Côn nhanh thôi thì thực ra bài này chắc là côn nhanh được, để mọi người cố gắng côn lại nhé, có sự cộng này vì cái chỗ này nó không có gì đặc biệt xử lý đặc biệt cả nên là mình côn nhanh cũng được nhé. Thì đầu tiên chúng ta đọc dữ liệu, thì cái việc đọc dữ liệu thì chúng ta sẽ tự viết cho tôi phần đọc dữ liệu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái hàm là a gọi hàm sort a cộng 1 a cộng n. Đấy, sau đó chúng ta có y bằng 1 z bằng n. Chúng ta thực hiện cái vòng lặp, lặp cho đến khi nào mà y còn nhỏ hơn bằng z thì chúng ta vẫn còn lặp. Chúng ta vẫn còn thực hiện vòng lặp. Đấy. À, quên mất chúng ta còn thực hiện tính tổng nữa đúng không? Cái về tính tổng thì mọi người tự code nhé. Đấy, tự code đấy. Nếu như S thì bằng 0 thì chúng ta break luôn. Đấy. Chúng ta thực hiện có cái số thao tác là ANS là cái biến là đếm số thao tác. Nếu như S thì lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ phải xóa đi số to nhất rồi. Số thao tác của chúng ta sẽ được tăng thêm một đơn vị. Đấy. Thực ra thì số thao tác này chắc chắn là chúng ta phải tăng rồi. Kiểu gì thì S gì lớn hay không hay khác không thì hay là nhỏ hơn không thì đều phải xóa đúng không? Nên là chỗ này lẽ là chúng ta gán luôn cái ANS cộng cộng trước, sau đó chúng ta mới if sau. Bởi vì nếu như S gì khác không thì chắc chắn là phải xóa đi. Nên là ta sẽ thực hiện thao tác đếm về trước, kiểm tra nếu như S gì nhỏ lớn không thì chúng ta sẽ có s bằng s trừ z đúng không? Z trừ trừ như thế này. Đấy. Ngược lại thì
S sẽ bằng S trừ đi AI cộng cộng. Đấy là siêu cộng nhé. Còn với Python thì hiển nhiên sort SC sẽ bằng sum của bảng A. Sau đó là chúng ta có A chấm sort. Đấy. Chúng ta thêm một phần tử không vào đây. Sau đó chúng ta có y bằng 1, j bằng n và đáp án thì bằng 0. Đấy. Lặp khi mà y còn nhỏ hơn hoặc bằng j. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra nếu như s bằng 0 thì break ra. Còn nếu s lớn hơn 0, chúng ta sẽ phải làm hai việc, đó là s bằng s trừ đi az, sau đó là chúng ta z trừ bằng 1. Đấy. Z trừ bằng 1 nhé. Ngược lại thì s bằng s trừ đi ai, z sẽ cộng bằng 1. Được không? Đấy. Chắc là như này là đủ để chúng ta có thể cốt lại được số hạt như vui chưa nhỉ? Lệnh cuối cùng là tăng y thầy ạ. Đúng rồi, mình đã nhầm thành gì. À. À. Cái này mình phải tăng cái điếm lên nữa thầy. Điểm số thao tác rồi thầy. À đúng rồi, mình thiếu mất cái lệnh đó. Và chúng ta chèn vào đây hộ tôi nhé. Chèn vào đây. Chèn vào giữa này, hoặc là chúng ta viết xuống dưới này cũng được. Chắc là ổn rồi đúng không? Đây là ổn đúng không? Ok bài số 12. À, bài 12 là chụp ảnh bò. Đấy, thì chúng ta cùng xem cái bài này. Xem là bài 12 này thì chúng ta có bao nhiêu người làm được. Ồ, cũng nhiều người làm được đấy chứ. Bài 12 này. Chúng ta bài 11 này thì lại có người chưa làm được. Đấy. Ok, chúng ta sẽ xem bài 12 này. Như thế nào nhé? Và chụp ảnh bò. Đấy. Nói chung là những cái bài liên quan đến mấy cái bài chụp ảnh bò này mình có tương đối là nhiều.
Có N ăn bò. Được đánh số thứ tự là 1, 2, 3 cho đến N. Đấy. Sau đó là có K con bò ghét, K cặp bò ghét nhau. K cặp bò ghét nhau. Đấy. Ở đây ấy, thì mỗi một con bò nó chỉ ghét duy nhất tối đa một con bò khác. Tức là mọi người chú ý giúp cho mình cái mic đi nhé. Đó, mọi người để ý. Cô Anh gì? lái xe đây nhá, em học cái đó nhá. Mọi người chú ý giúp cho mình cái mic nhé. Mình xin phép nhắc lại thầy cô là chúng ta để ý cho mình cái mic nhé. Để cho tôi cái mic. À, chúng ta hay vô tình chúng ta quên chúng ta không tắt mic đi. Đấy. Tâm ra là chúng ta cứ hay bị ngắt quãng ở chỗ đấy. Có ca cặp bò ghét nhau. Thì mỗi một con bò nó chỉ ghét tối đa một con bò khác. Hoặc nó không ghét con nào. Hoặc là chỉ ghét tối đa một con bò khác thôi nhé. Đấy. Và khi chúng ghét nhau ấy thì chúng sẽ không chụp chung một ảnh. Chụp chung một ảnh. Đấy. Ở trong hàng chúng sẽ không chụp chung một ảnh. Yêu cầu bây giờ là hỏi chụp được ít nhất bao nhiêu bức ảnh. À, chúng ta lấy ví dụ nhé. Có ví dụ chúng ta có 8 con bò đứng xếp hàng này. Mười con đi. Đấy. Con số 2 với con số 5 này ghét nhau này. Con số 3 với con số 4 này ghét nhau này. Con số 7 với con số 9 này ghét nhau này. Con số 8 với con số 10 này ghét nhau này. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chụp được bao nhiêu bức ảnh? Chúng ta sẽ xem nhé. Chúng ta sẽ chụp được bao nhiêu bức ảnh? Bức ảnh đầu tiên chúng ta sẽ chụp được từ con Bò bò số 1 đến con bò số 3, tức là 2, 1, 2, 3. Đấy, bức ảnh đầu tiên. Chúng ta không thể chụp được đến bức ảnh từ con bò số 4 được, bởi vì con bò thứ 4 con bò số 3 đang ghét nhau. Nên là nó sẽ không chung một bức ảnh được. Tiếp theo thì bức ảnh thứ 2 là con bò số 4, từ con bò số 4 đến con bò số 8. Đấy. Chúng ta không thể chụp con bò số 9 vào đây đây. được, bởi con bò số 9 với con bò số 7 sẽ cùng một bức ảnh. Và bức ảnh thứ ba là từ con bò số 9 đến con bò số 10. Được chưa? Để chúng ta lấy ví dụ như thế. Như vậy trong trường hợp này là chúng ta có N bằng 10 và K bằng 4. Và các cặp bò ghét nhau đó là 2, 5, 3, 4, 7, 9 và 8, 10. Đấy. Và kết quả của chúng ta là chúng ta chụp được 3 bức ảnh. Ok, được chưa? Rồi, chắc là chúng ta rõ ví dụ rồi.
Bây giờ chúng ta xem phần hướng dẫn. Đầu tiên là chúng ta đưa ra cái quy ước luôn. Đó là nếu cặp bò L và R ghét nhau thì chúng ta quy định luôn là L phải nhỏ hơn R. Còn nếu như nó lớn hơn R thì chúng ta phải hoán đổi lại. Thì hoán đổi L với R cho nhau. Ví dụ cặp đây chúng ta là cặp 4 3 ghét nhau thì chúng ta phải hoán đổi nó lại thành cặp 3 4 nhá, chúng ta lưu ý. Tức là cặp cái con bò bên trái nó phải luôn luôn nhỏ hơn con bò bên phải. Điều này để chúng ta dễ xử lý thôi. Còn nếu như mà nó lớn hơn thì chúng ta hoán đổi lại. Đấy. Thế sau khi hoán đổi xong ấy thì chúng ta tiếp tục sắp xếp lại dãy theo tiêu chí tăng dần của R. Các cặp bò ghét nhau. Đấy, sắp xếp theo R của các cặp bò ghét nhau nhé. Có nghĩa ở đây chúng ta sẽ là L1, L2, L3 cho đến LK. Thì R1 nó sẽ phải nhỏ hơn R2, nhỏ hơn R3, nhỏ hơn LK. Đấy. Thế sau khi sắp xếp rồi, chúng ta sẽ thấy như thế này. Đây, mình lấy ví dụ là chúng ta sau khi sắp xếp nó sẽ ra được cái đây này, dãy con bò ghét nhau này. Sẽ nhìn thấy nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây cái bức ảnh đầu tiên. Sau khi nhé thì ta sẽ có đây chính là R1 này. Đây là R2 này. Đây là R3 này. Và R4 này. Đúng không? Vì chúng ta đã sắp xếp tăng dần theo L. Và đây chính là L1, L2, L3 và L4. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta sẽ nhận định hình một điều là bức ảnh đầu tiên chắc chắn là từ con bò số 1 cho đến con bò thứ R1 trừ 1. Đấy. Đấy là bức ảnh đầu tiên đấy. Chắc chắn là nó sẽ bắt đầu từ vị trí con bò đầu tiên cho đến con bò thứ R1 trừ 1. Tức là nó là cặp này. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh nó nằm ở đây. Được chưa? Thì bức ảnh đầu tiên này mọi người có hiểu không? Chắc là mọi người hiểu rồi đúng không? Nó không thể đến R được, bởi vì nếu mà đến R1 ấy thì có nghĩa là con bò R1 và con bò L1 nó sẽ cùng một bức ảnh. Như vậy là không được. Nên là chắc chắn nó phải là từ 1 cho đến R1 trừ 1. Khi chúng ta nhận định được một điều này rồi thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái biến P để lưu lại vị trí cuối cùng của bức ảnh. Chúng ta sẽ lưu lại vị trí cuối cùng của bức ảnh nhờ biến T này. Như vậy, trong ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ thấy ngay lúc này P của chúng ta chính là bằng R1 trừ đi 1. Đấy là vị trí cuối cùng của bức ảnh. Vậy thì bức ảnh tiếp theo chúng ta sẽ thấy ngay là bức ảnh tiếp theo nó sẽ bắt đầu từ vị trí P cộng 1
P cộng 1 trở đi. Đầu tiên là P chúng ta sẽ nằm đây nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy là P sẽ nằm đây. Như vậy, bức ảnh tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu từ đây trở đi. Ở vị trí P cộng 1 trở đi. Đấy. Trở đi đến đâu? Thì bây giờ chúng ta cần xét từ P cộng 1 trở đi nhé. Bây giờ chúng ta cần phải xem xét như sau. Chúng ta xét cái cặp bò thứ y, tức là cặp bò LI và RI ghép nhau. À, với cái cặp bò như thế này thì chúng ta sẽ có hai tình huống xảy ra. Tình huống một là trường hợp một. Bây giờ các bạn, là các thầy cô sẽ hình dung như này. Đây là vị trí P. Bức ảnh của chúng ta sẽ chắc chắn là từ vị trí P cộng 1 trở đi. Đấy. Nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Tình huống 1 đó là LI nó nằm ở đây, còn RI nó nằm ở đây. Đấy. Chắc chắn là RI của chúng ta sẽ lớn bằng P rồi. Chúng ta sẽ thấy khẳng định một điều là RI chúng ta sẽ lớn bằng P. Bởi vì sao? Bởi vì P của chúng ta là cái vị trí trước đó. Thực chất nó chính là vị trí P của RI trừ 1. P chính là bằng R của Y trừ 1 trừ 1 đây. Đấy. Nó là vị trí cùng. Nên là nó chúng ta thấy RI không bao giờ được đặt ở chỗ này. RI không bao giờ đặt ở đây, chỗ này được. Mà bắt buộc nó phải ở chỗ này. Nó phải nằm ở bên phải so với P. Chỉ có LI sẽ bao giờ trường hợp thứ nhất đó là LI sẽ nhỏ hơn bằng P. Trường hợp thứ nhất đó là LI nhỏ hơn bằng P. Ở trường hợp này chúng ta sẽ nhận thấy ngay là trước đó thì chúng ta đã chụp cái bức ảnh đúng không? Vị trí P nó chính là vị trí cuối cùng của bức ảnh trước đó đã chụp. Nên là chúng ta sẽ thấy là bức ảnh trước đó nó sẽ như thế này, nó nằm ở từ vị trí P này về phía trước. Phía trước. Từ đây chúng ta có thể suy ra được ngay là LI đã thuộc một bức ảnh đã chụp rồi. Từ đấy suy ra được ngay là RI của chúng ta sẽ cùng bức ảnh với cái con bò có chỉ số là P cộng 1. Đấy. Chúng ta chỉ biết là nó cùng bức ảnh của con bò này thôi, chứ còn cái bức ảnh tiếp theo chúng ta không biết là nó nằm chỗ nào. Trong trường hợp này chúng ta chưa rõ nó nằm ở đâu. Đấy, chúng ta chỉ biết là nó cùng bức ảnh này. Thế còn ở đích ở nó chỗ nào thì chúng ta chưa rõ. Nên chúng ta cứ bỏ qua trường hợp này. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai. Đó là LI lớn hơn P. Chúng ta lại có đây là P nhé. Đây là P cộng 1. Đây là LI và RI. Đấy, R đây là RI trừ 1 và RI nó nằm đây chẳng hạn. Đây, hai con bò LI và con bò RI này đang ghét nhau đây. Như vậy từ đây suy ra chúng ta thấy ngay là chúng ta cần phải chụp một bức ảnh từ vị trí P cộng 1 này cho đến vị trí của RI trừ 1. Đến đây. Từ vị trí này đến vị trí này. Cái bức ảnh tiếp theo của chúng ta là đến đây. Đấy. Đúng không nhỉ, mọi người? Suy ra lúc này chúng ta nhận định ngay là LI nó không thể cùng một bức ảnh đã chụp, nó nằm ngoài bức ảnh đã chụp. Đấy. Tức là LI chưa được chụp ảnh. Chưa được chụp ảnh. Sau đó thì nó sẽ chụp chung với con bò L, con bò PI cộng 1 này. Bò PI cộng 1. Từ đây dẫn đến là bức ảnh tiếp theo. Nó sẽ là vị trí PI cộng 1 cho đến RI trừ đi 1 đơn vị. Chính là cái vị trí này. Đây là RI, còn đây là RI trừ 1. Nó sẽ nằm ở vị trí này. Đấy. Từ đây thì chúng ta sẽ tăng số ảnh lên thôi.
Đây chúng ta biết vị trí P này rồi, chúng ta suy ra số ảnh của chúng ta sẽ được tăng thêm một đơn vị. Sẽ được tăng thêm một bức ảnh. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta xét xong như thế rồi thì chúng ta ra được kết quả thôi. À, sau khi ra khỏi cái vòng lặp để chúng ta xét con bò y ấy, xét con bò thứ y để chúng ta rõ ràng là chúng ta phải lặp chỗ này đúng không? Chúng ta lặp ở chỗ này. Thì đến cuối cùng thì chúng ta kết luận là cuối cùng một cái cuối cùng việc cuối cùng nữa đó là con bò cuối cùng, con bò thứ n nó phải thuộc một cái bức ảnh, cái bức ảnh riêng biệt, thuộc một bức ảnh cuối cùng. À, thử bức ảnh cuối cùng. Đây là chúng ta cùng lấy lại cái ví dụ này để thể hiện nó rõ hơn. Đây đúng không? Đấy. Đấy, các thầy cô sẽ nhìn thấy đầu tiên là bức ảnh đầu tiên nó nằm đây. Như vậy chúng ta sẽ có P bằng 3. P bằng 3. Tiếp theo chúng ta xét cái cặp bò tiếp theo là cái cặp cặp 2 năm này, đây là cặp thứ hai đúng không, cặp bò đầu tiên chúng ta không phải xét nữa. Đấy, chúng ta bắt đầu xét từ cặp thứ hai trở đi này. Xét từ cặp thứ hai thì chúng ta sẽ thấy ngay là bức ảnh của chúng ta là con bò trong trường hợp này là L2 đang nhỏ hơn P bằng 3. Đấy, L2 thì bằng 2, đang nhỏ P bằng 3. Thì rõ ràng là L2 này, cái con bò 2 này là con bò mà nó đã nằm trong cái bức ảnh trước đó đã chụp rồi. Nên là con bò 5 sẽ thuộc cùng một bức ảnh với con bò 4. Đã thuộc một bức ảnh với con bò 4. Thế còn về phía sau này là bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Đúng không? Ta cứ xét tiếp cặp bò tiếp theo. Đó là cặp bò 79. Thì chúng ta thấy trường hợp này là L3 đang bằng 7 thì lớn hơn P bằng 3. Nên suy ra con bò 7 này sẽ thuộc cùng bức ảnh với con bò P cộng 1 bằng 4. Và bức ảnh đó sẽ kết thúc ở vị trí L3 trừ 1. Kết thúc tại vị trí R3 trừ 1. Lúc đó là chúng ta sẽ có vị trí của chúng ta là P mới sẽ bằng R3 trừ 1, tức là bằng 9 trừ đi 1 bằng 8. Lúc này P chúng ta chuyển đến đây. Đấy. Sau đó thì chúng ta xét tiếp. Như vậy chúng ta được thêm một bức ảnh nữa. Đến đây chúng ta có ANS. Trước đó thì ANS chúng ta đang là 1 đúng không? Bên đây thì số bức ảnh chúng ta sẽ tăng lên thành 2. Xét cặp bò tiếp theo là cặp bò 8, 10. Đấy, 8, 10. Thì lúc này cái con bò chúng ta nó là con bò P. Là L4 đang nhỏ hơn hoặc bằng P. P bằng 8, đúng không? Đây, L4 chúng ta là bằng 8 và P cũng bằng 8 nên suy ra L4 là thuộc vào cái bức ảnh Cặp bò 79 chứ thầy. 79 xét rồi. Dạ. 79 đây.
Đang ta đang xét con bò cặp này đúng không? Nên suy ra con bò R10 R4 bằng 10 à, thuộc cùng ảnh với cái con bò P cộng 1 là bằng 9. Đấy. Tức là chúng ta sẽ thấy con bò 10 với con bò 9 này là thuộc một cùng bức ảnh. Đến đây là hết cặp rồi đúng không? Hết cặp rồi nên cuối cùng sau khi ra xét xong hết các cặp bò đấy thì kết quả chúng ta sẽ thấy ngay là cái con bò của 10 này, con bò cuối cùng này, nó sẽ là nằm ở trong bức ảnh cuối cùng. Tức là lúc này đáp án của chúng ta cần phải tăng thêm một một đơn vị nữa để bằng 3. Bức ảnh cuối cùng này chính là bức ảnh để chúng ta chụp lại cái bức ảnh mà từ vị trí P cộng 1 này đến đến cái vị trí của con bò 10 này. Đấy. Thì đấy chính là cái ý tưởng giải cho cái bài này. Rồi, bài này có lẽ là mình sẽ phải hướng dẫn code nhé. Bài này phải code hướng dẫn thầy cô. Bài này code nó hơi phức tạp một chút. Thực ra thì nó chỉ hơi hơi thôi chứ nó không phức tạp lắm. Tao photo. Ta có à có 1.000 cặp bò ghép nhau thôi, tối đa 1.000 thôi. Để ta gọi là ta mắc đi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng kiểu me để chúng ta làm việc. Ta sẽ có cái a à, cao à, cộng hai nhé. C đi được về vị trí cao GNT N đáp án chắc chắn là có bằng một ít nhất có một bức ảnh chính là cái bức ảnh đầu tiên đấy. Bức ảnh đầu tiên đâu vậy cao photo CNK N bằng K đúng không? To GNT bằng 1 bằng K đọc vào hai đơn vị là CI chấm phớt và CI chấm xe cực à, phải xử lý ngay tình huống đó là nếu như CI chấm phớt mà lại lớn hơn CI chấm xe cực thì chúng ta cần phải hoán đổi lại. Phải xử lý ngay cái tình huống này. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp theo tăng dần theo second. Second tức là theo dần theo R đấy. Sort C cộng 1. C cộng 1 cộng với cả K. Đúng không? Chúng ta có K cặp bò ghép nhau mà. Chứ không phải là N. CMP. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có bool CMP BII XMP BII chúng ta sẽ có là đi thêm ra là X.second nhỏ hơn Y.second à, chúng ta sẽ có đáp án là bằng 1 trên này rồi đúng không? Đấy. Và chúng ta sẽ khởi tạo biến P đó chính là bằng C1 chấm second trừ 1. Đây chính là vị trí cuối cùng của bức ảnh đầu tiên. Bắt đầu xét từ con bò thứ hai trở đi.
ta kiểm tra, nếu như nhá, C, nếu như P mà nhỏ hơn C y chấm phớt đấy, tức là nếu như trường hợp này xảy ra này đấy, tức là đây chính là chấm phớt này, C chấm phớt lớn hơn vị trí cuối cùng của bức ảnh thì con bò này của chúng ta sẽ nằm trong một bức ảnh khác, do đó thì bức ảnh của chúng ta sẽ được gắn lại, được tính lại như sau, đó là số bức ảnh chúng ta tăng thêm một đơn vị và bức ảnh mới sẽ được giới hạn bởi vị trí P bằng CI chấm second trừ 1. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ ao ra ANS cộng 1, bởi vì đây chính là cái cộng thêm 1, tức là chính là cái bức ảnh cuối cùng của con bò cuối cùng được chụp. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có thể chạy thử với test ví dụ trong đề bài, và chúng ta cũng chạy thử một cái test ví dụ ở đây. Test ví dụ mà chúng ta vừa đưa ra ở đây. Đấy. Tôi sẽ chạy hai cái test này nhé. Bây giờ chạy test ví dụ trước. Xem là có phải ra ba hay không. Ok, có ba bức ảnh được chụp. Chúng ta xét ví dụ tiếp theo. Ở đây chúng ta có 10 con bò và có 4 cặp bò ghép nhau. Đấy, ví dụ là tôi sẽ là 5 2 nhá. 4 3 7 9 và 8 10. Chạy lại, chúng ta sẽ cũng có ba bức ảnh được chụp đúng không? Đấy, trong trường này chúng ta cũng có ba bức ảnh được chụp. Rồi, bây giờ đọc thử đã. Bài này là bài số 11 phải không? Bài 12. Đấy, full điểm luôn, thầy cô thấy chưa? Đấy. Comment vào nhé, không lại quên không biết bài nào. À, mình code bằng C cộng cộng bằng Python nhé. À, chúng ta sẽ khai báo cái class con bò như thế này. Xem đấy, ghép vào đây nhé. Theo chấm l bằng l rồi sao chấm l bằng l đấy. Import sheet chúng ta sẽ được đọc là NK bằng mark NT input chấm script. Chúng ta có A bằng cao không không.
ta sẽ đọc vào các cặp bò for e in rain đến k x bằng h lt input split. Nếu tình huống xảy ra là x lớn hơn y thì chúng ta cần phải hoán đổi lại. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đẩy vào a chấm append cao không không cao x y. Đây chúng ta c đi cho nó đồng bộ với cả c cộng bên kia c nhé. Rồi chúng ta sẽ có ans là bằng 1 này, t này chúng ta sẽ bằng là c1 chấm right chữ 1. Đây là vị trí cuối cùng của bức ảnh đầu tiên. For i in range bắt đầu từ 2 cho đến n và cho đến k. Nếu như mà p nhỏ hơn ci chấm l thì chúng ta sẽ có ans cộng bằng 1, đồng thời chúng ta có p bằng ci chấm r trừ 1. Cuối cùng là print ra. Đấy, một như này luôn. Đấy. Xóa 3 đi nhé. Chạy kết quả nó phải ra 3. Đấy, ra 3 rồi. Đó, chúng ta chấm thử đi. Không chấm luôn. Sai kết quả sai. Xem nào, sai chỗ nào nhỉ? À, chúng ta quên chưa sót. Đấy, quên một cái thao tác đó là chúng ta phải sót lại. Key bằng lambda t t.y t.y rồi mình lại. Đấy, chào với full. À, và lẽ là mình quên thôi, thao tác sắp xếp lại đúng không? Ok, chúng ta còn chỗ nào mà chúng ta cần thắc hỏi không, cần thắc mắc không? Có vấn đề gì nữa không? Năm bốn ba hai một. Chắc là không ai hỏi gì nữa đúng không? Rồi thế thì có lẽ là hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi nhỉ. Còn một hai ba bài nữa thì chúng ta sẽ xử lý nốt ở cái buổi học sau. Ở buổi học sau thì chúng ta sẽ học thêm về một cái chuyên đề, đó là sử dụng cái danh sách liên kết và kỹ thuật hai con trỏ để chúng ta giải quyết các bài toán. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây nhé. Mình sẽ